tài lộc đua nở, mở cửa hốt tiền tài. Đây là những con giáp đổi đời trở thành đại gia trong ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch năm 2024, ngày mậu dần. Theo các chuyên gia tử vi học, thì ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch được coi là cái ngày đại cát đại lợi đối với những con giáp có tên dưới đây. Các bạn hãy xem có tên mình trong đó không nhé. À, vốn là những người tràn đầy cái sự tự tin và nhiệt huyết, nên trong ngày hôm nay, khi mà được cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng, các con giáp này sẽ hoàn thành một cách vô cùng là xuất sắc. Từ đó nhận về những cái lời khen thưởng tán dương của đồng nghiệp cũng như là có các cơ hội được thăng quan tiến chức. Trong thời điểm này, các bạn sẽ kết giao được thêm nhiều người bạn mới. Nhờ đó mà các mối quan hệ xã giao thì ngày càng được mở rộng. Cái việc kiếm tiền nó cũng trở nên hanh thông thuận lợi hơn bao giờ hết. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch. Đó chính là những con giáp sau đây. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch đó là ngày mậu dần. Cục diện đầu tiên chúng ta có là dần hợi nhị hợp. Vậy nên những người tuổi hợi sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi học có dự báo, trong ngày hôm nay thì những người tuổi hợi được cục diện là thiên tài nó chiếu mệnh. Nên những người tuổi hợi sẽ nhanh nhẹn hơn mọi ngày, cân được cả việc phụ lẫn việc chính. Thi thoảng lại dễ gặp may mắn như là trúng thưởng hoặc là được khách hàng khen ngợi hoặc là được gì nhận được những cái phần quà có ý nghĩa. Quý vị lưu ý, dù may mắn đến đâu thì cũng nên học cách khiêm tốn kẻo lại mất lòng. Ở trong ngày hôm nay thì bản mệnh hợp tác làm ăn lại có lợi, nhân duyên thì hài hòa, tình cảm thì tốt đẹp, là nhờ cục diện là gì dần hợi là là lục hợp nó che chở giúp đỡ. Bản mệnh lâm vào tượng nhị hợp, vượng vận quý nhân, làm công việc lớn nhỏ đều được sự che chở giúp đỡ nên mọi việc đều được gì khá là xuân sẻ hanh thông, đổ xuôi đuôi lọt một vài hạng mục công việc còn tồn động hoặc là chưa xử lý triệt để trong cái thời gian trước đó cũng sẽ được khai thông mà mang thêm cái cơ hội khẳng định cái năng lực thúc đẩy con đường quan lộ của những người tuổi Hợi được bứt phá nhanh hơn nói chung ấy cái đây cũng là cái thời điểm mà cái vận khí khá là hanh thông vì thế quý vị nên tranh thủ tiến hành những cái việc quan trọng như là gặp gỡ đối tác thúc đẩy ký kết hợp đồng hay là thỏa thuận làm ăn kinh doanh tỷ lệ thành công sẽ cao gấp nhiều lần so với trước đó. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc thì cũng bình ổn, không có nhiều cái biến động. Những người làm công ăn lương thì thu nhập ổn định, có thêm thu nhập ngoài luồng, tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ để cho các bạn được vui vẻ. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì tình hình kinh doanh buôn bán nói chung nó cũng đang rất là sôi động. Cái việc kinh doanh của những người tuổi hợi cũng diễn ra khá là thuận lợi, xuân sẻ, thu về không ít cái lợi nhuận, tiền bạc lúc nào cũng dùng dính, phá sức chi tiêu mà không hết. Nói chung ấy trong thời gian này lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là không những là hỗ trợ nhiều trong công việc mà còn gì khiến cho những người tuổi hợi làm việc gì cũng được hanh thông thuận lợi. Nếu mà quý vị tiến hành giao dịch đầu tư trong thời gian này cũng khá là gì may mắn thu về được một khoản lợi nhuận cực cao. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 6 tháng 2 lịch ngày mậu dần này không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì những người tuổi ngọ được chính ấn nó chiếu mệnh, nó có lợi cho những người làm chức vụ, đấy hoặc là quyền lợi của những người tuổi ngọ trong ngày hôm nay thì cũng được thì thuận lợi hơn. Các bạn biết cách sử dụng cái kiến thức sẵn có của mình để tạo ra cái giá trị cho bản thân chứ không thì cậy chức cậy quyền. À, nhưng muốn thành công thì có lẽ các bạn cần phải nhanh nhẹn và gì cố gắng nhiều hơn nữa. Thêm nữa lại được cục diện tam hợp dần ngọ tuất nó tương trợ giúp đỡ thêm nữa lại được cục diện là gì ngũ hành được tương sinh dần mộc sinh cho ngọ hỏa vậy nên những người tuổi ngọ có được cái sự ủng hộ của bạn bè của những người thân yêu các bạn cảm nhận rõ ràng được sự chân thành mà người ấy dành cho mình đây cũng là một cái sức mạnh để các bạn lạc quan yêu đời hơn thêm nữa là cái cục diện tam hợp nó nâng đỡ nên cái chuyện tiền nong nói chung ấy cũng có nhiều cái khởi sắc và may mắn hơn mọi ngày à, kết thúc những ngày làm việc vất vả trong ngày hôm nay, những người tuổi ngọ cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi và tự mua cho mình những cái món đồ mà mình yêu thích, không sợ tài chính bị eo hẹp. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ hai à, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày hôm nay trong ngày sáu tháng hai lịch đó chính là gì những người tuổi tuất à, thưa quý vị nói chung ấy trong ngày hôm nay những người tuổi tuất thì được cục diện tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ mọi việc thì sẽ được hanh thông thuận lợi Nói chung ý, những việc làm ăn lớn nhỏ đều cũng được thuận lợi hanh thông. Bên cạnh đó trong thời gian này thì quý vị cũng gì gặp được rất nhiều cái may mắn về con đường tài lộc do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, các bạn sẽ mở rộng cái mối quan hệ và kết giao được thêm với nhiều người bạn mới. Từ đó sẽ giúp cho vận trình nó ngày càng thăng tiến một cách vượt bậc hơn. Thêm nữa cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tuất thì cũng được cục diện tam hợp dần ngọ Tuất nó tương trợ nên là cũng được sán lạn hơn. À, những người mà từng qua cái tổn thương chắc chắn sẽ tìm thấy cái niềm vui, tìm thấy cái hạnh phúc và tìm thấy những điều mình chân quý nhất Mọi vết thương trong lòng của các bạn trong quá khứ cũng sớm được chữa lành nhờ có những người bạn tốt Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Tuất cũng có nhiều cái bước tiến triển tốt đẹp trong chuyện tình cảm Những người độc thân có thể tìm được những đối tượng ưng ý, nhờ được bạn bè mai mối giới thiệu trong những buổi gặp gỡ Hoặc là gì, trong những buổi hợp tác kinh doanh làm ăn tình cảm nó tiến triển nhanh lại gì bất ngờ khiến cho những người tuổi tuất luôn là cảm thấy cái tình trạng là vui vẻ không ngớt một số cặp vợ chồng trong thời gian này có thể đón tin vui về chuyện con cái sau bao tháng năm chờ đợi cái sức khỏe của cả nam và nữ đều được gì cải thiện kế hoạch sinh con cũng không còn quá khó khăn gia đạo yên vui tạo cái tinh thần phấn khởi tạo ra tâm lý thoải mái để cho những người tuổi tuất tập trung phấn đấu trong công việc Nói chung trong thời gian này những cái hoạch định những cái kế hoạch của các bạn cũng hứa hẹn có những cái thành công bất ngờ do luôn được quý nhân đứng sau giúp đỡ. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tý thưa quý vị nói chung hôm nay là ngày mà những người tuổi tý có công việc là gì may mắn hanh thông do được chính tài nó trợ vận đặc biệt là những bạn mà đang chú tâm vào cái công việc chính có dấu hiệu được thăng chức tăng lương Tính tình cần cù của con giáp này cũng khiến cho công việc tiến triển nhanh hơn những người xung quanh. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên là cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tý có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc. Các bạn chưa bao giờ là người mà sống ích kỷ, nhưng mà cũng sẵn sàng gạt bỏ những cái người bạn keo kiệt, sống không biết điều ra khỏi cuộc sống. Không chơi được thì nghỉ, chứ không bao giờ họ chịu nể mặt. Và trong ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch ngày mộ dần ấy, thì nói chung ấy, cái về mặt tiền bạc của những người tuổi Tý không gặp cái trục trặc nào nên những người tuổi Tý sẽ có nhiều cái thời gian để nghỉ ngơi một cái may mắn hơn nữa là có những người mà nợ dai bỗng dưng quay lại xin lỗi và trả nợ cho các bạn nhiều người có thêm cái nguồn thu nhập từ cái công việc tay trái như bán hàng hoặc nhận thêm dự án một số người may mắn nữa còn có cơ hội là trúng số đổi đời vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tí. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày 6 tháng 2 lịch ngày mậu dần thì không ai khác đó chính là những người tuổi mão. Những người tuổi mão được cục diện là dần mão thìn là tam hội trong ngày hôm nay ấy, thì công việc của những người tuổi mão may mắn xuân sẻ hơn nhờ được thêm là chính quan nó độ mệnh. Đặc biệt là những bạn đang xin việc thi cử hoặc là tranh chức thì có quý nhân đứng sau phù hộ nên là các bạn hoàn toàn hãy tự tin. À, thêm nữa cái tình cảm nó khá là bình ổn, không có biến động nhờ có hai hành mộc nó nó tương hòa. À, con cái thì ngoan ngoãn, không phá phách, làm khổ cha mẹ. Con giáp này đi đến đâu thì cũng được người khác quý mến nhờ cái tài khéo ăn khéo nói của mình. Nếu mà tâm trạng của các bạn vui vẻ thì kết quả công việc mà các bạn đạt được cũng sẽ nằm ngoài cái sức tưởng tượng của các bạn. À, nhiều người làm kinh doanh buôn bán thì cũng gì? Được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày mùng 6 tháng 2 ngày mậu dần thì không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ quý vị thân mến trong ngày hôm nay ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch thì những người tuổi tỵ được thiên ấn nó trợ mệnh nó sẽ có lợi cho những người sắp mà lên chức hoặc là làm quản lý hoặc làm chủ. À, các bạn có tiếng nói cho công việc, được mọi người xung quanh tin tưởng và khen ngợi khá nhiều. À, mà các bạn cũng không hề hay biết. đó. À, tuy nhiên, về mặt tình cảm thì lâm cục diện là dần và tị là lục hại. Nên là có cái điểm báo xa cách chia ly. Con giáp này dễ bị phạm tiểu nhân hay phải sống xa nhà vì cái chuyện cơm áo gạo tiền, cô đơn và ít có bạn bè thân thiết. À, các cặp đôi thì đang yêu ấy, nên hạn chế cãi cọ kéo lại dẫn đến chuyện chia tay. À bên cạnh đó con đường tài lộc của những người tuổi tỵ trong thời gian này thì may mắn nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh à, con giáp này nỗ lực bằng chính cái khả năng của mình chứ không phải chờ đợi người khác giúp đỡ tiền các bạn làm ra mỗi ngày đều là cái đồng tiền sạch và đều nhận được những cái phước lộc trời ban vì thế để bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày hôm nay ngày mùng sáu tháng hai âm lịch ngày mậu dần trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên dễ có cơ hội được giàu sang phú quý đó là những tuổi sau đây một là tuổi hợi hai tuổi ngọ ba tuổi tuất bốn tuổi tý năm tuổi mão và sáu là những người tuổi tỵ đó là những con giáp được lộc trời ban dễ có cơ hội trúng số đổi đời rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo à, xin cảm ơn